Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn về admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU trao đổi Marchand với Inter Milan lấy Milan Skriniar. Paul Pogba và lời nhắc nhở về giá trị của một ngôi sao. Bốn cái tên MU cần thanh lý gấp nếu muốn có Hà Lan và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU trao đổi Marchand với Inter Milan. Theo tờ Metro, MU đang xem xét nghiêm túc khả năng đổi tiền đạo Anthony Martial lấy trung vệ Milan Skriniar của Inter Milan ở hè 2021. Đội chủ sân Old Trafford đang thèm khát trung vệ của đội bóng Italia. Họ cũng biết rằng huấn luyện viên Conte muốn làm việc với chân sút người Pháp. MU muốn mua Emiliano Martinez. Theo tờ Daily Mail, MU muốn chiêu mộ cựu thủ môn của Arsenal Emiliano Martinez. Hai thủ môn De Gea và Sergio Romero dự kiến rời MU trong mùa hè này, nên huấn luyện viên Solskjaer muốn đưa Martinez về để cạnh tranh với Henderson. Ở kỳ chuyển nhượng năm ngoái, Aston Villa đã chi 20 triệu bảng để mua Emiliano Martinez từ Arsenal, nên họ sẽ không để thủ môn này ra đi với mức giá rẻ. Bốn cái tên cần MU thanh lý gấp nếu muốn có Haaland. Manchester United đang được gắn với những tin đồn liên quan đến việc hỏi mua Erling Haaland từ Borussia Dortmund thời gian gần đây. Tuy nhiên, đội hình của Quỷ Đỏ nói chung và hàng công nói riêng đang có phần tương đối chật chội và để cải tổ toàn diện đội hình cũng như có đủ kinh phí để thực hiện thương vụ bom tấn mang tên Haaland, huấn luyện viên Solskjaer và các cộng sự nên cân nhắc bán đi bốn cái tên hiện có. Đầu tiên là Anthony Martial. Nếu Manchester United thật sự ký hợp đồng với Haaland, đội bóng có thể yên tâm đi đến kết luận rằng tiền đạo trẻ sẽ được sử dụng tương tự như cách họ sử dụng Bruno Fernandes, nghĩa là trao cho Haaland suất đá chính trong hầu hết mọi trận đấu. Vì vậy, ngay cả khi huấn luyện viên Solskjaer và các cộng sự không tính đến lựa chọn gia hạn với Edinson Cavani hè này, Man United vẫn còn đón Anthony Martial, Greenwood và Marcus Rashford có thể đảm nhiệm vai trò tiền đạo trung tâm cho đội bóng. Sự xuất hiện của Haaland trong trường hợp này sẽ khiến khu vực trung lộ của Quỷ Đỏ trở nên chật chội hơn bao giờ hết. Ngược lại, nếu Rashford đổi ra cánh trái và Haaland đá chính diện, điều đó sẽ khiến thời gian thi đấu của Martial càng bị hạn chế hơn nữa. Cầu thủ người Pháp từ lâu đã đánh mất khả năng quan trọng nhất của một tiền đạo là sân bàn và chỉ mới có 4 bàn thắng sau 22 trận cho Quỷ Đỏ ở mùa này. Bán đi Martial để Rashford và Greenwood lần lượt đảm nhiệm hai cánh trái phải sẽ đem đến sự hỗ trợ tốt hơn cho tiền đạo người Na Uy, Haaland ở vị trí trung tâm. Thứ hai là Jesse Lingard. Lingard rõ ràng là tài sản đáng giá nhất có thể giúp Manchester United kiếm tiền trong năm nay. Cầu thủ 28 tuổi đã hoàn toàn hồi sinh sự nghiệp của mình trong thời gian cho mượn ngắn ngủi tại West Ham. Tiền vệ này đang là nhân tố chủ chốt giúp West Ham đang tiếp phần thăng hoa bay cao trên bảng xếp hạng Premier League, ghi được 4 bàn và 2 kiến tạo sau 6 trận đấu đầu tiên ở đội bóng mới. Phong độ hiện tại của anh có thể khiến một số người hâm mộ Man United muốn câu lạc bộ giữ chân Lingard và trao cho anh cơ hội thứ hai trong đội hình chính của Quỷ Đỏ ở mùa giải tới. Tuy nhiên, cần nhớ rằng Lingard sẽ chỉ còn một năm trong hợp đồng và điều đó có nghĩa là anh có thể ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2022. Do đó, lựa chọn tốt nhất vào lúc này là để đội bóng thành Manchester có thể kiếm tiền từ ngôi sao thất sủng của mình. Các báo cáo gần đây cho biết, United có thể đưa ra mức giá lên đến 20 triệu bảng cho Lingard. Thứ ba là Donny van de Beek. Trên giấy tờ, việc ký hợp đồng với Donny van de Beek có vẻ là một thỏa thuận đáng đồng tiền bát gạo. Man United đã trả khoảng 35 triệu bảng để sở hữu một tiền vệ trung tâm tài năng, chỉ mới 23 tuổi nhưng đã có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển đến Anh, Van der Beek đã phải vật lộn với môi trường bóng đá mới tại đây, hay nói đúng hơn là cách vận hành của đội bóng. Kết quả là cầu thủ người Hà Lan chỉ mới có một lần ra sân trọn vẹn 90 phút trong mùa giải này. Thậm chí, vài báo cáo vào thứ ba còn cho thấy Van der Beek sẽ có cuộc đàm phán với phó chủ tịch Edward về tương lai của mình. Cuối cùng là Brandon Williams. Cầu thủ cuối cùng mà Man United nên bán để có đủ ngân sách trong vương vụ Erling Haaland là Brandon Williams. Cầu thủ 20 tuổi từng được gọi là một ngôi sao mai hứa hẹn với một tương lai tươi sáng tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, vào cuối mùa giải trước, phong độ của cầu thủ chạy cánh này đã bắt đầu đi xuống. Man United sau đó đã ký hợp đồng với Alex Telles vào mùa hè, mặc dù cầu thủ người Brazil hiện không phải là hậu vệ trái số 1 của câu lạc bộ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Telles đã ít nhiều góp phần giúp Luxor bùng nổ trở lại và nói đúng hơn, anh đang trải qua một trong những mùa giải ấn tượng nhất sự nghiệp của mình. Điều này có nghĩa là Williams hiện đã rơi xuống vị trí thứ 3 ở hành lang cánh và càng lúc, hình ảnh của cầu thủ trẻ này càng mờ nhạt đi trong tâm trí các cổ động viên nhiệt thành của câu lạc bộ. Pogba và lời nhắc nhở về giá trị của một ngôi sao. Trở lại sau 6 tuần chấn thương, Pogba đã ngay lập tức chứng tỏ đẳng cấp của mình. Pha ghi bàn đưa MU vào tứ kết Europa League như một lời nhắc nhở về giá trị của một ngôi sao.
Ở trận lượt đi vòng 1/8 Europa League 2020-21, Man United đã dẫn trước Milan 1-0 cho tới những phút bù giờ của hiệp 2. Nhưng pha đánh đầu gỡ hòa của trung vệ Simon Kjaer ở những phút cuối đã khiến MU đối diện một trận lượt về đầy bão táp. Không ngoài dự kiến, Quỷ Đỏ đã có hiệp 1 vô cùng nhạt nhòa trên sân của Milan ở trận lượt về. Cả hiệp đấu, Man United chỉ có đúng một cú sút trúng đích. Rossoneri đã kiểm soát hoàn toàn thế trận trong khi MU chơi thiếu cường độ và sự tập trung. Có vẻ như áp lực phải ghi bàn trên sân khách khiến các cầu thủ của Ole Gunnar Solskjaer bị căng cứng về tâm lý. Man United vẫn nỗ lực để vượt qua hàng thủ Milan, nhưng họ đơn giản là không đủ sự sắc bén cũng như tham vọng. Thậm chí, nếu hàng thủ không chơi xuất sắc cộng với may mắn, Quỷ Đỏ đã phải nhận bàn thua trước giờ nghỉ. Ngôi sao người quan trọng nhất Bruno Fernandes thi đấu khá nhạt nhòa ở trận đấu này, đồng thời cũng chung phung phí nhiều cơ hội. Các cầu thủ tấn công khác của Man United cũng không khá hơn là bao. Nhưng sự xuất hiện của Pogba ở đầu hiệp 2 đã thay đổi cục diện trận đấu. Tiền vệ này tạo ra tác động ngay lập tức với bàn mở tỷ số ở phút 48. Tận dụng pha bóng lộn xộn của Milan trong vòng cấm, tiền vệ người Pháp chấp thời cơ nhanh, dứt điểm cận thành bằng chân phải tung lưới Milan. Một pha xử lý cho thấy đẳng cấp và sự lạnh lùng của một ngôi sao hàng đầu. Giữa một rừng người, Pogba vẫn bình tĩnh thực hiện động tác đánh giá lừa thủ thành Gianluigi Donnarumma. Trong khi người gác đèn của Milan còn đang bối rối, Pogba đã nhẹ nhàng đưa quả bóng vào lưới. Không chỉ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, Pogba còn sở hữu những thống kê ấn tượng dù chỉ thi đấu trong hiệp 1. Theo StatMandav, Pogba đã tạo ra 2 cơ hội, chuyền chính xác 78%, tung ra 3 cú sút, gồm 1 lần trúng đích, 5 lần thắng tranh chấp, 46 lần chạm bóng và có 2 lần đánh chặn. MU đã tỏ ra nhạt nhòa trong 45 phút đầu tiên, nhưng khi Pogba vào sân và ghi bàn, Quỷ Đỏ trông khởi sắc hơn hẳn. Anh không chỉ tạo ra khác biệt trên bàn tỷ số mà còn với tinh thần của cả đội. Tương lai của Pogba có thể vẫn chưa chắc chắn, nhưng tài năng của anh thì không phải nghi ngờ. Thêm một lần nữa, ngôi sao người Pháp cho thấy giá trị của mình để giúp Man United giành chiến thắng. Và đây cũng không phải lần đầu tiên anh hóa thân thành người hùng của Quỷ Đỏ. Trước khi gặp chấn thương, Pogba cũng đã nhiều lần cứu vớt MU như bàn thắng duy nhất ở trận gặp Burnley hay pha ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 ở trận thắng Fulham. Pogba thường vẫn bị chỉ trích vì những câu chuyện bên lề ngoài sân cỏ, thói đồng đảnh của một ngôi sao thích làm màu trên mạng xã hội. Nhưng khi anh nghiêm túc thi đấu, không nhiều tiền vệ hiện nay có thể so sánh. Paul Pogba đã cung cấp một lời nhắc nhở kịp thời về giá trị của một ngôi sao. Và với sự trở lại đúng lúc của anh, Man United có thể tự tin hơn trên hành trình tiến tới vinh quang tại Europa League mùa này. Dan Henderson phải là số 1 ở khung gỗ MU. Paul Scholes muốn nhấn mạnh, đã đến lúc huấn luyện viên Solskjaer phải chọn Henderson là thủ môn số 1. Đây là thời của Henderson, cậu ấy phải là một số 1 trong khung gỗ. De Gea gặp may khi vẫn giữ vị trí bắt chính sau trận MU hòa Everton 3 đều. Cậu ấy mắc một số sai lầm mà đáng ra phải làm tốt hơn, Daily Star dẫn lời Scholes. Henderson giúp tôi có cảm giác yên tâm và thoải mái hơn De Gea. Cậu ấy mắc sai lầm trong trận đầu tiên khoác áo MU mùa này, nhưng đang thể hiện bản lĩnh tuyệt vời. Henderson chơi bình tĩnh trước Milan và đã làm mọi thứ có thể với sự chắc chắn. Trước Milan, Henderson có pha cứu thua xuất sắc trong tình huống đánh đầu của Zlatan Ibrahimovic ở phút 74. Trong trận, thủ môn trưởng thành từ lò Carrington bắt chắc tay giúp MU thở phào trong nhiều tình huống. Cựu tiền vệ Owen Hedliver khen ngợi. Henderson sẽ là thủ môn số 1 nước Anh, nhưng khi De Gea vẫn ở đỉnh cao, thật khó để loại bỏ thủ môn này. Solskjaer đang kiên định với De Gea, nhưng nếu Henderson cứ tiếp tục bắt tốt, MU phải suy nghĩ và cho thủ môn trẻ cơ hội. Henderson đang có 5 trận liên tiếp được bắt chính cho MU. Trước đó, De Gea được Solskjaer cho phép trở về Tây Ban Nha để chăm sóc vợ. Trong cả 5 trận, Henderson đều thi đấu xuất sắc, đặc biệt là ở chiến thắng 2-0 của MU trước Man City. Dính chấn thương, Rashford vẫn cống hiến hết mình cho MU. Cầu thủ 23 tuổi được thay thế sau giờ nghỉ bởi Paul Pogba, người đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Man United vượt qua đội bóng Serie A tại San Siro để tiến vào vòng tứ kết Europa League. Rashford chỉ mới trở lại gần đây sau chấn thương mắt cá chân gặp phải trong trận derby Manchester hồi đầu tháng và đang điều trị một vấn đề về vai. Chấn thương có thể khiến anh phải tiến hành phẫu thuật vào cuối mùa này. Solskjaer xác nhận sau tiếng còi mãn cuộc. Marcus Rashford gặp phải một rắc rối, chúng tôi không thể mạo hiểm với cậu ấy, hy vọng tình hình của Marcus sẽ không quá tệ. Trong đội hình chính của Quỷ Đỏ, chỉ có Harry Maguire, Bruno Fernandes và Aaron Wan-Bissaka là chơi nhiều hơn Rashford trong mùa giải này. Dù sao, Rashford vẫn tự tin cống hiến hết mình cho đội bóng, tiền đạo người Anh lên tiếng. Tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo và đó là cách tôi đối phó với chấn thương vai. Những gì cần thiết sẽ được chúng tôi giải quyết sau đó, nhưng trọng tâm chính của tôi là sẵn sàng cho các trận đấu. Tôi biết cơ thể của mình, tôi biết mình phải làm gì, tôi sẽ chơi từng trận một và đó là cuộc sống của một cầu thủ. Chúng tôi có thể nghỉ ngơi khi giải nghệ và hiện tại tôi muốn ra sân nhiều nhất có thể.
Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.